ubnd tỉnh đắk lắc đã yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đắk lắc Cụ thể, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển đô thị thông minh bền vững và đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập huấn hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích và dịch vụ của mô hình đô thị thông minh, mở rộng và triển khai thí điểm thêm các dịch vụ về giám sát hệ thống quản lý văn bản và điều hành giám sát hoạt động y tế giáo dục, du lịch môi trường tiếp tục lồng ghép thực hiện một số nhiệm vụ triển khai đề án phát triển đô thị thông minh vào các chương trình phát triển đô thị đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Đối với thành phố Buôn Ma Thuột cần tăng cường khuyến khích nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ và giải pháp về quy hoạch đô thị thông minh, quản lý đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch đô thị.